mở hết luôn, mở hết năm gói luôn. Cộng Nam bú đảm sự kiện này luôn. Lần là 8 ICB cái ta, cái ta là nợ. Trời anh là câu nào cũng muốn rồi. Hello anh em, hôm nay mình đây xin giới thiệu với anh em trang web shop thẻ 365.com, nơi anh em có thể mua thẻ điện thoại hay là thẻ Garena được chiết khấu lên đến 7% và an toàn, uy tín. Link chi tiết mình để phần mô tả anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với gọi là một dòng sự kiện Lucky Ball của anh Bèo nhá. Để rút kinh nghiệm với cái hạt hồi nãy. Đấy, bây giờ mình không mở BB trước, mình mở thẳng gói cầu thủ trước. Ai đi xem mở cho anh Bèo được khoảng bao nhiêu nha. Nãy mở cho quýt là ra ngon ngon rồi đấy. Hy vọng là anh Bèo sẽ tiếp nó quýt. Cũng như là yêu cầu ban đầu thôi. Tôi vẫn chỉ mong là một dòng sự kiện mở cầu thủ thẻ ra được khoảng 15 cái tỷ cho anh Bèo, tôi vui lắm rồi. Thử nhẹ khởi động gói này coi nó ra cộng mấy. Để còn biết đường. Cộng 6 luôn à. 6-8 ra 6. Cái chà. Đặt này tiên chi 12k gọi là mức là tạm chấp nhận được. Còn 15k là ok. Dưới 10k là hơi tệ. Hơi tệ. Rõ ràng FA cờ anh. Cờ anh mà GM FA con nào trời. Tao xem. Hello Danh nhá. Hôm nay em đưa anh về bờ mà anh Bèo anh không phải lo. Gói này mà ra LN là xong luôn rồi nè. Gói này mà ra con nào khoảng 123 là xong rồi còn gì. Là mấy sự kiện là mấy cái thẻ sau mở chiêu chiêu. Ôi mà cũng cái màu xanh xanh giống mà nó phải LN đây nè. Nó FA. Ba lắc đi. Ba lắc được. Ôi ơi anh Bèo ơi. Anh nói cái gì đi anh Bèo. 97 mà em Minh mở ra cho anh Bèo 119 anh Bèo. Trời ơi em nói rồi, hôm nay em Minh đưa anh em về bờ hết. Nói trước hôm nay đưa anh em về bờ hết, em không có gì phải lo với ngại hết trơn á. Cái này mở cộng 8 tính tiếp nha. Không cộng 8 thì mình lại tính đường khác. Có phải cộng 8 thì đã tính tiếp. Rồi GTN 8 chắc là còn gì. GTN 8 chắc là còn gì. Xin nhẹ mở tiền cái. Why somebody here. Vỗ tay. Trời ơi 121 như này mà anh Bèo là đi đâu xe tan nào mà cứu được anh Bèo. Xe tan nào hả anh Bèo ơi. Somebody here. Cờ Pháp K 121 luôn. Trời ơi. Phải mở như này nó mới sung sức chứ anh em. Trời ơi, làm nhẹ này 6-8 à. Làm nhẹ từng gói, sương sương thôi. HG cờ anh. Ui, Camigun lờ đúp. Ui, Sunny, Money HG. Ui, Aziu cũng được anh em ơi. Cũng được. Bé cái nhụ cái. Ui, hôm nay mở. Trời ơi, anh đi nguyên quá. Đấy. Em lên quảng em chào anh. Nè, mở câu gì? À, anh yêu em quá. Trời ơi. Như này thì phải gọi là hôm nay là ngày của em Minh thật. Hôm nay là ngày của em Minh. HG thế nào? HG 8 tiếp đi. Bè. Em không? Đù. Bớt ngon anh em ơi. Mở nhẹ mới này coi ra được gì không? Ở ghét mở on đi cha, trời ơi mở từng gói. Sự kiện này ghét ngon, không phải do em mở ngon lên Bèo à, chứ ghét không có ngon. Do em á 24TS. Ui, Hà Lan. Ờ, Hà Lan. Sao cờ Na Uy mẹ con này vậy. Sao lỏ. Cứ từ bình tĩnh. Chuyện đâu có đó, mới mở cái máy gói là chơi với anh em à. Đủ, mở 10 gói xin chào. Hello Hưng nhé, hello em. Xin chào các anh phiền, anh làm gì đâu mà phiền. Xin phép anh em trước rồi mà lỡ có làm phiền, mong anh em thông cảm. Cộng 4, ba go. Mẹ, bây giờ mở gác mà nó còn ra như thế này. Mở gác còn ra được 118 thì đúng là cái sự kiện này. Sự kiện này thì đúng là vô phơm vô bờ thật. Mở hết năm gói luôn. Cộng 5 bú đẩm sự kiện này luôn. LN8 ICB cái ta,
Tiếp ta là N. Tiếp ta. Wow. À, anh Bèo ơi. Anh Bèo ơi, vậy mà anh Bèo ơi. 3 Racy 1.23 cho anh Bèo. Ui, toàn 119-20 này. Ui, mới thẻ kìa. Vãi liền mới thẻ. 119-20 không. Bắn tới 123. Em úp đi Trung ơi, em úp đi. Anh úp nó đen lắm. Anh úp đen lắm. Nghe nói người ta không nghe ai khen cho ta. Em úp đi Trung úp. Trời ơi trời, không úp thì kêu ông Di hay Việt giúp đi. Ôi, phi cơ 120. 119. Bèo đã donate cho Minyes 20.000 đồng. Em cảm ơn anh Bèo. Đội tang lễ quay si. Trời ơi, cái này em phải gọi là đội đám cưới. Đội đám cưới chứ tang lễ cái gì nữa. Like xong gắn súp nha. Ok, em yêu nha. Cảm ơn em yêu nhiều nha. Hai con này 1.000. Con này thêm 7.3 là 8.000. Trời ơi, 8.500 anh em ơi. 8.500. 8.500 tỷ. Trời ơi, cái này đi làm đám cưới luôn chứ. Tang lễ cái nào mà tang lễ anh em. Tôi mở như thế này thì anh em một cái tang lễ cái gì nữa. Cái này cái HG cần anh cái đứa lại bú luôn. Hôm nay là đưa anh bờ, anh Bèo về bờ. Đưa anh Bèo về bờ. Anh GTN ra ý à. Có chi sao không? Hình như không có đúng không? Đi mai. Má tôi nãy giờ tôi mở tôi nhìn nhầm anh em à. Tôi nhìn nhầm tôi tưởng 121. Hello Mai Phương nha, hello em. Trời, tôi nhìn nhầm tôi tưởng 121 anh em à. Chó lợn giỏi rồi, sao vậy? Sao vậy Jun? Tiếng Anh mập này biết, nó biết giỏi nữa hả? Hà Lan, CB, Van Dijk. Van Dijk. Ôi, chết Tati luôn. Đùa không cơ chứ. Ôi, từ, mấy con này chưa ngon lắm. Anh em mà chưa like cho em xin một like anh em nhé. Cảm ơn anh em. Nào UST có Hà Lan không nhờ? Có Hà Lan không ta? Đây rồi. Anh Bèo ơi, hôm nay là ngày của anh đó anh Bèo ơi. Hôm nay là ngày của anh em mình. Mày Hà Lan tí phải làm tí rồi là sờ bam cho lên cao cao tí đấy. Xin phép anh em. Xin phép anh em gói này. GLN. Up BL Brazil được không? Ý ST, ý ST khả năng khó rồi. Và ý kiếm được chi sao mới ngon. Huy lại có xì cá mặt. Sau này mở ra hai hạt là xì cá mặt hết đó nhờ. Uầy, chắc là phải xì cam luôn quá hay sao á. Đây, dấu nặng ngay chữ vật. Được chưa, chữ tặng gì. Dấu nặng chữ 1. Đây, dấu nặng chữ 1. Rồi, dấu nặng chữ 1 tặng cho em một cái. Cái này chỉ cần ra mắt thôi là ok. Mắt nữa tặng em thêm một gói nữa. Cái đó khen câu nhá. Minh Minh lộn lộn kênh rồi đó. Kênh này không ai tên Minh Minh hết chứ. Ui, chết hai thì ca mặt hả? Ê đù. Này mở phôi không ta? Trời. Ít hai sự ca mặt. New Eye cộng 10 đã donate cho Minyes 10.000 đồng. Cảm ơn anh New Eye. Trời thì mưa nặng hạt, nhà thì cúp điện vừa có lại, dirty thì hết pin. Mở được dirty quẹt thì thấy em Minh mở min. Đời đâu anh ơi, em xin phép được tặng anh cái gói này. Cái gói này em xin được phép tặng anh đi quay nhá. Gói này chỉ cần gói ST thôi. Giống nặng chữ vật đúng không? Ok, gói này chỉ cần gói ST thôi là bú đẫm. Bú đẫm trong cái gói này luôn anh đi quay à. ST. Tôi yêu Việt Nam, ST đi, ST, ST. Đây rồi. Văn Tùng. Cứ ST là tính tiền rồi đó. Quay một cái gửi tỷ. Sự kiện đặt KPI chắc. Trời ơi, sự kiện này đặt KPI chắc. Thiệt. Cái sự kiện này đặt KPI chắc. Anh thấy là anh với em đang hợp màu đó Hiếu ơi. Ôi, lỡ rồi làm thêm rồi là kiếm tí ITM luôn nhờ. Kiếm một tí ITM nữa được không? Cho em Minh xin một tí ITM thì lâu lắm rồi em Minh chưa biết mở ra. Thật sự. Captain Tây Ban Nha, ui khó rồi, Captain Tây Ban Nha, Captain này là khó. Bình thường, không có gì, phải vui quá gì.
không có gì vui quá. Mấy cái cái app này bình thường, mấy cái gói cấp tình này mà mới ra 120 bình thường. Nay còn ai chơi sự kiện đó không nhờ? Nay còn ai chơi sự kiện đó không? Nay còn ai chơi sự kiện đó không? Người coi thì gửi nốt đi. Pháp ra mắt ai xin được phép. Xin phép anh em. Rồi ra anh 71 cái thì thôi giờ. Bồ Đào Nha gửi lúc được không? Bồ Đào Nha. Messi. À không, Dybala, Messi gửi lúc. Quên, nhầm. Messi bữa này gửi lúc anh em à. ATM. Con gây ATM cũng thế. Gây ATM. Thật này nó đã đỏ rồi thì mở cho anh bèo đỏ luôn giúp con. ATM nha. Nó phải có chữ T. Nó phải có chữ T đấy. Phải có chữ T. BTB. Tây Ban Nha. Chết mẹ ở Tây Ban Nha con nào ngon trời. Gaul. Phải lòng thế nhờ. Hơi hôi lông anh em ạ. À. Mày gói này mà ra con này hôi lông quá. Không được ngàn tỷ đâu hôi lông rồi. Vô cái gói HG cuối cùng cho em Minh đi. Cho em Minh cho cờ anh đi. Cho em Minh xin một tí cờ anh. Cho em Minh là dòng. Gọi là chọn diện một cái dòng sự kiện này. Gọi là 20 cái tỷ. Cho em Minh là xin cái dòng sự kiện này 20 cái tỷ cho nó chọn diện một cái nào. Dấu hỏi chữ phẩm. Siêu phẩm. Siêu phẩm cho em Minh. Cờ anh. Cờ anh là câu nào cũng muốn rồi. cũng được cứ cờ anh là muốn 1.500.000. Trời ơi, tao mất cái em ơi, tao mất. Cứ cờ anh là muốn like, xin một like cái. Trời ơi, cứ cờ anh là được. Không sao. G4 phương là ngon rồi. Khó, cái đó thì khó. Bây giờ tôi mở luôn nốt số BB anh em nha. Để mở nốt cái BB đi rồi ra tổng sự kiện, tổng vệ sinh cái sự kiện này. A few moments later. Ok anh em ơi, chúng ta cùng tổng vệ sinh cái sự kiện này nào. 10.320 tỷ BB trắng. Đó là về riêng về BB trắng nha, còn riêng về phần cầu thủ thì nếu mà không tính hai con Ska mặt này á mà nó bị không bị fix giá nữa thì mỗi con phải nằm 500 tỷ. Đấy thì hai con mình cộng vô khoảng 1.000 đấy, mình cộng vô thêm 16.749 tỷ, được chưa? Cộng thêm 1.000 tỷ nữa là ra khoảng 17.700 tỷ, cộng thêm 10.000 tỷ bay trắng nữa, mở một dòng sự kiện ra gần 30 tỷ. Một dòng sự kiện cho anh bèo gần 30 tỷ cho sự kiện là Lucky Ball ngày đầu tiên ra mắt. Đấy, anh em còn chần chờ gì nữa mà anh em không chơi. Còn chần chờ gì nữa mà không chơi, anh em chơi anh em nhớ gửi cho em Minh nhé. Em Minh sẽ live stream vào lúc 10h và 18h hàng ngày. Đấy, anh em đừng quên cái giờ live stream của em Minh. Và anh em nhớ bấm vô cái chỗ cái chuông thông báo ấy. Cái chuông rồi chọn vô cái chuông màu đen. Tất cả gọi là tất cả thông báo ấy. Đấy là anh em sẽ không bị gọi là bỏ sót cái buổi live stream nào. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em mà chưa like YouTube thì cho em Minh một like một sub nha anh em nhé.